Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube Ca Audio Minh Số. Vâng, thì hôm nay bên Ca Audio Minh Số sẽ giới thiệu đến các bác mọi miền tổ quốc yêu âm thanh, đó là một cái sản phẩm chầm điện. Vâng, chầm điện Tannoy, một thương hiệu Anh Quốc rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Thì bên em hôm nay có về một số sản phẩm chầm này để bên em giới thiệu. Đây, bên em cũng đang đóng hàng cho các bác khách ở xa đây ạ. Vâng, thì đây là cái giao diện của chầm Tannoy, mã của nó là MF20. Vâng, thì đây là cái thùng cắt tông mà bên em để bên cạnh, bên em vừa lấy ra xong để bên em giới thiệu. Vâng, đây là cái sức điện Tannoy, mã của nó là MF20. Đặc biệt đây là cái chầm điện bát 30 đối đất. Vâng, tí nữa em sẽ quay cận cảnh cái bát phía dưới, ở dưới mặt đất cho các bác chiêm ngưỡng. Đây cái giao diện phía trước này, em giới thiệu chi tiết này. Đây là hàng bên em nhập khẩu hàng Trung ương Trung Quốc, China lại một luôn. Đây là giao diện phía trước. Đặc biệt là cái bề ngoài của cái thiết điện Tannoy này được sơn sần màu đen, rất là lì và khỏe, đầy sức sống. Vâng, thì đây là cái mặt phía trước, thường thường là có những loại làm bằng cái căng lụa hoặc là cái căng sắt. Thì đây phía trước làm một cái bằng tấm nhựa, tấm gỗ ép cao cấp rất là chắc chắn. Và phía dưới này là có một cái đường khuyết này, đây đường khuyết làm bát vào trong này. Đấy, thường thường nó thẳng, nhưng thẳng đây, xuống xuống đây nó có một đường khuyết này. Rồi phía trước này là có hai lỗ thông hơi này, nhìn như kiểu hai cái mắt đấy ạ, hai lỗ thông hơi nhìn cũng rất là hài hước. Đây là giữa logo này, Tannoy này, hai lỗ thông hơi rất là chắc chắn. Đây là bên em đang đầu ghép tín hiệu để bên em test sản phẩm trước khi về đến shop. Em quay xung quanh các cạnh cho các bác xem. Rất lì luôn này, rất lì. Rất lì luôn các bạn. Rồi sau đây em sẽ quay cái mặt bát phía dưới cho các bác chiêm ngưỡng nhé. Vâng, thì đây là phía bên trong cái củ bát của cái xuất điện Tannoy. Nhìn rất là hầm hố, rất là khục, từ rất là to. Quay chi tiết cho các bác. Khung rất là chắc chắn. Đây thì diện bát ở giữa này, lòng bàn tay luôn này, rất to, đường trầm sâu chắc, rất là gọn. Quay chi tiết nội thất phía bên trong cho các bác chiêm ngưỡng và các bác đánh giá. Vâng, thì đây là cái nguồn của cái súp Tannoy, mã là MF20. Và đây là chạy nguồn xuyến các bác nhá, chạy nguồn xuyến này. Nguồn xuyến luôn, rất là to. Rất là to, đây là phía bên trong nội thất đấy ạ. Đây là chạy hai tụ này. Tụ rất là to. Và này chạy hai sò nhá. Đây sò đây này. Sò một sò này. Hai sò. Đấy. Linh kiện nhìn rất là dày dặn. Cả những cái bảng mạch của nó này rất là dày. Đây là dòng cao cấp. Nguồn xuyến hai sò và hai tụ,
Vâng, thì đây là cái mặt bát đối đất này, phía dưới bát 30 này, gân chỉ đỏ này. Rồi đây là cái dồn bát này, dồn bát rất là to này, cả một găng tay luôn này, rất là to, cho tiếng bát hay tiếng siêu trầm rất là sâu, cồn to, đặc biệt là được làm bằng gân cao su tinh khiết, rất là dẻo dai, càng dùng càng mềm. Xung quanh làm được bờ những cái cạnh rất là dày, chắc chắn. Đây là bên em là đầu tín hiệu và bên em đang thử ấy nhé, vẫn nó đang hoạt động đấy ạ, đang rung rồi này. Đấy, đang rung này. Đấy, rất là uy lực, được bảo vệ bởi bốn cái chân cao su rất là chắc chắn. Đây, nằm phía dưới, đây mặt trước đấy ạ. Sau đây em sẽ giới thiệu cái mặt sau của cái xúc điện Tannoy bát 30 đồ đất cho các bác. Vâng, thì đây là cái giao diện phía sau này. Đây thì là đầu tiên là cái thương hiệu này, Tannoy này, mã là M Sup 20. Đây, đặc biệt đây là nó chạy điện là 220 nhé, công suất của nó là 250W, cho dài tần từ 50Hz đến 60Hz. Vâng, thì đầu tiên đây là cái công tắc tắt mở này. Công tắc tắt mở thì ai cũng biết rồi. Còn đây là cái cổng cắm dây nguồn ba chân này, cắm dây nguồn ba chân. Đặc biệt phía dưới này nó có cầu chì tự ngắt nhé, khi mà dòng điện nó không ổn định thì nó sẽ tự ngắt để bảo vệ các cái thiết bị bên trong, cái bảng mạch. Vâng, về đây là cái cánh đặt nhiệt này, nó được thiết kế thẳng đứng này. Đây là cánh đặt nhiệt rất là dày, dài, to. Được, đặc biệt là được thiết kế thẳng đứng để cho những cái sau khi cái nguồn điện đi qua nó nóng cái bảng mạch thì nó sẽ bay hơi bay lên trên và nó làm mát được cái bộ các thiết bị bên trong. Đây là đèn tín hiệu bằng màu xanh, nhiều cái chầm nó được thiết kế màu đỏ, nhưng đặc biệt cái dòng này thiết kế màu xanh rất là đẹp. Về cái núm thì núm đầu tiên là núm to nhỏ này, đây núm to nhỏ này, núm to nhỏ của xúc điện hoặc là chầm điện. Đây là cái LPF này, đây là cái công tắc cắt tần số. Vâng, cái này nó cho từ tần số 50Hz đến 150Hz. Vâng, khi mà các bác vặn về 50Hz ý, thì nó sẽ cắt toàn bộ tần số thấp từ 50Hz trở xuống, nó không lấy, nó lấy từ 50Hz trở lên. Đây là cái giải bát thấp đấy ạ. Khi các bác vặn lên 150Hz, 150Hz thì nó sẽ cắt tần số cao, nó cắt từ tần số 150 trở đi, nó lấy 150Hz trở về. Đây là cái giải thấp. Vâng, còn đây là cái công tắc đảo pha 180 độ và công độ để cho đồng kênh đấy ạ. Vâng, còn tín hiệu đầu vào. Đây thì đây có hai cầu đỏ đen này. Đấy, hai cầu đỏ đen bằng âm dương này. Đây là tín hiệu đầu vào này, hai là về input tín hiệu đầu vào. Và ở dưới này nó cũng có hai cái rác hoa sen để đấu từ đằng sau âm ly. Đấy, là đấu sau âm ly hoặc là từ đằng sau loa. Nói chung là cái chập điện này rất nhiều cách đấu. Vì nó chỉ là tín hiệu thôi ạ, hoặc là đấu đằng sau đây cũng được. Đấy, còn vì sau đây nó cũng có những cái bộ rác canông để đấu ra hoa sen, chế ra hoa sen thì chúng ta đấu bằng cái cổng RL này là của hoa sen đấy. Đấy, rất là dễ đấu. Thì đây bên em đang đấu trực tiếp từ đây, bên em đấu bằng dây tín hiệu bằng cầu đỏ đen cho tín hiệu cao hơn. Cái đấy là cái chi tiết mạch bảng mạch phía sau và những cái giao diện phía sau của cái chầm Tannoy MS20. Đây là bên em đang thử tín hiệu đấy ạ. Tiếng trầm rất là sâu, tròn, chắc gọn. Nó không vèn vẹt hay là nó vỡ tiếng như các cái dòng chuyên đổi trên thị trường hiện nay. Đấy, nghe tiếng rất là tròn. Này các bác nhé, bên em đấu bằng cái cầu đỏ đen của đẩy này. Âm ly cũng thế, âm ly cũng có cầu đỏ đen của loa đấy, của cái kênh ra loa thì các bác đấu chập vào cái cùng với tín hiệu của loa là cái chập điện hoạt động, vì nó chỉ là tín hiệu thôi ạ, nó không lấy công suất. Đây đang đấu này, đấu kẹp vào đây là hai đôi loa em đang sử dụng nhá. Em đấu kẹp vào cầu đỏ đen này. Đấy, nó có tín hiệu ra. Đấy, rất là đơn giản. Âm ly cũng thế, âm ly chỉ cần các bác đấu chập vào cái dây tín hiệu của loa là cái chầm nó cũng hoạt động. Rất đơn giản đấy ạ. Đấy thì tất cả những cái đầu lối này thì em cứ các bác lên đấu một môn lối như này nhá, để sau khi quá trình sử dụng ấy, nó bị bung ra thì nó không gây chập cháy được các thiết bị của gia đình nhà chúng mình. Vâng. Đấy, nó đơn giản thôi, nó hiệu quả cao lắm. Vâng, đây là em hướng dẫn cách đấu. Đấy, cái dây này là em đi xuống chậm đấy nhá. Đây, và nó ra đây ạ. Đây, nó ra đây. Em đấu
cầu đỏ đen này này. Đấy, đấu một cầu đỏ đen. Đấy, chầm miệng bắt đầu hoạt động. Thì sau đây em sẽ tắt chầm đi nhá. Em tắt chầm để các bác so sánh nhá. Em tắt đi này. Đấy. Vâng, thông thường thì gia đình chúng ta có bộ dàn karaoke, dù bát 20 hay bát 25, 30 thì cái giải bát thấp thì tất cả những cái đôi loa nó không có hỗ trợ. Vì thế chúng ta phải thêm giải trầm và nghe nó ấm hơn, sâu hơn và dễ chịu hơn. Vâng, thì em khuyên các bạn lên mua thêm trầm để hỗ trợ vào cái giải âm đủ giải. Mình lại bật trầm lên cho các bác trải nghiệm nhé. Đấy, bật lên đi ạ. Nhìn này. Đấy, các bác nghe thấy rất là sâu. Chỉ cần thêm một thiết bị trầm thôi là cái giải âm nó đã khác hoàn toàn rồi. Và nghe nó sướng hơn. Cái này đặc biệt rất thích hợp để nghe nhạc và hát karaoke. Rất là chuyên nghiệp. Đấy. Nghe chất trầm nó khác hoàn toàn luôn. Để cho có một giải âm tốt, giải âm hay, đủ 3 giải. Vâng, nhiều bác cũng có nhắn tin hoặc có điện cho bên Jika luôn. Một số hỏi cách đấu trầm thì đấy là đấu làm sao cho nó hay. Đấy thì bên em hướng dẫn sau bao nhiêu năm kinh nghiệm, bên em trải nghiệm ở trên chính là thương trường âm nhạc. Thì bên em cũng đúc kết ra rất là nhiều cái phương án hay nhất, tối ưu nhất cho các bác. Vâng, thì đây em lại tắt chậm cho các bác nhé. Vâng, nghe rất là khác, em bật chậm lên cho các bác này. Đấy, cách trực tiếp cho các bác trải nghiệm chất chậm. Cái chậm tan noi MS20 này. Bạn đánh ở dưới đấy ạ. Rồi em quay tổng thể cho anh các bác chiêm ngưỡng nhé. Chiều rộng này phải được 40 cm ạ. 40, chiều sâu 50 ạ. Chiều sâu là 50, chiều cao 40 ạ. Chiều cao 40. Cục này rất là nặng luôn, nó khoảng tầm gần 30 cân. Trầm nó phải lặng đánh nó mới sướng. Trầm một cái sách bằng tay một là hoan thua đâu ạ. Cái này thùng rất là dày. Kết nối với một con đẩy Gizo K950. K950 ạ, với cả một cái vang cơ TF6 và một đôi la full. Một đôi la full này ạ. Nói chung là trầm điện này dễ kết nối đấy ạ. Âm ly cũng đấu được, đẩy cũng đấu được. Mà chất trầm thì cực hay. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh Jika Audio Minh Số, các bác hãy đăng ký kênh nhé. Vì bên em mỗi ngày về một sản phẩm mới để giới thiệu cho các bác trải nghiệm và chiêm ngưỡng để thử cái chất âm. Vâng, thì các bác ở xa cũng có thể đặt hàng online bên em nhé. Các bác có thể gọi điện trực tiếp cho Jika Audio Ninh Số, hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên em sẽ gọi điện trực tiếp cho các bác, trả lời tất cả những thắc mắc và tư vấn làm sao phù hợp nhất cho các bác sử dụng. Có những cái thiết bị gì nên để lại để nâng cấp hay như thế nào thì bên em sẽ tư vấn rất là chi tiết, để tiết kiệm những cái đồng tiền các bác bỏ ra, nó không thừa, không bị lãng phí. Các bác có âm ly rồi nghe nó chưa được hay thì các bạn cũng để thêm cái vang để hỗ trợ, vì mình sẽ chuyển âm ly thành cục đẩy công suất. Đấy, rất là dễ. Vâng, thì sau đây em xin chào các bác nhé, và hẹn các bác vào các clip sau. Vâng, chúc các bác mọi miền Tổ quốc luôn luôn sức khỏe nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.